tin của tờ báo Đất Việt, Thủy Tiên công bố 18.000 trang sao kê, tuyên bố khởi kiện người vu khống mình. Công vinh Thủy Tiên cho biết sẽ tiến hành nộp đơn kiện đến người vu khống mình. Cả hai cũng công khai sao kê tiền từ thiện sau khi nhận được từ ngân hàng. Sau khi đến ngân hàng, Thủy Tiên và Công Vinh đã nhận 8 thùng giấy sao kê và giải trình rõ với khán giả qua livestream vào chiều ngày 17 tháng 9. Trong lần phát trực tiếp này, cặp đôi cho biết trước khi kêu gọi từ thiện 5 ngày, số tiền trong tài khoản của họ là 272 triệu đồng. Nam cầu thủ cho biết từ thời điểm đứng ra kêu gọi đến khi kết thúc chuyến từ thiện, từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 23 tháng 11 năm 2020, số tiền trong tài khoản mà họ nhận được là hơn 177 tỷ đồng. Tổng chi có giấy xác nhận của chính quyền địa phương là hơn 178 tỷ đồng, còn nhận vào từ các mạnh thường quân là hơn 177 tỷ đồng, nam cầu thủ nói đồng thời trước thông tin số tài khoản của cặp đôi vẫn mở và nhận thêm tiền từ thiện sau đó Công Vinh Thủy Tiên quyết định sau kê thêm 3 tháng sau khi kết thúc chuyến từ thiện tức là từ ngày 24 tháng 11 năm 2020 đến ngày 24 tháng 2 năm 2021 anh chưa biết trong giấy sao kê nhận được từ ngân hàng số tiền còn lại là hơn 4 triệu đồng số dư là số ngân hàng trả lãi cho 177 tỷ tôi và tiên định để số tiền này cho chuyến từ thiện tiếp theo anh Công Vinh giải thích. Có một điều rằng, trong suốt thời gian vừa qua, hai vợ chồng chịu điều tiếng rất lớn khi bị vu khống trên Facebook. Một số cá nhân đã vu khống, bôi nhọ danh dự, bịa đặt trên Internet làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, ảnh hưởng đến lợi ích cũng như tình hình kinh tế. Với quyền công dân của mình, vợ chồng chúng tôi sẽ nhờ đến cơ quan pháp luật để bảo vệ. Những giấy tờ sau kê này là bằng chứng để chúng tôi gửi cơ quan chức năng, cơ quan cảnh sát điều tra. Chúng tôi tin vào pháp luật, tin rằng không một ai đứng trên pháp luật được, dù bất cứ là ai thì chúng tôi cũng sẽ có đơn kiện. Anh Công Vinh bày tỏ quan điểm. Trước thông tin dùng nhiều tài khoản kêu gọi từ thiện, Công Vinh đã tiến hành sao kê thêm số tài khoản khác có đuôi là 812 để chứng minh. Cả hai cho biết với số tài khoản này chủ yếu là giao dịch đi chợ của Thủy Tiên chứ không có ai gửi vào ủng hộ miền Trung. Chúng tôi sẽ kiện những người đã vu khống xúc phạm danh dự đến cơ quan có thẩm quyền chúng tôi đã có đơn kiện rồi và sẽ nhờ cơ quan vào cuộc